Vì sao trong kinh Nguyên Thủy lại có đoạn khi ta chưa thành đạo còn là Bồ Tát? Vì rõ ràng ở những chỗ khác trong kinh hoàn toàn không nhắc đến danh từ Bồ Tát này. Và mọi người đều nói rằng Phật giáo Nguyên Thủy không đồng tình với quan niệm Bồ Tát của Phật giáo phát triển. Quý vị nên hiểu như thế này. Khi mà Đức Phật nói về những cái kiếp trước của Ngài đó, thì Ngài mới dùng đến cái từ Bồ Tát. Có nghĩa là không phải lúc nào Ngài giảng kinh thì Ngài cũng đem cái chuyện tiền thân của Ngài ra Ngài kể. Cho nên đương nhiên là sẽ có chỗ là quý vị thấy có cái từ là Bồ Tát, nhưng mà có cái chỗ thì không có. Quý vị chờ xíu tí xíu. Chúng ta không thể nào nói là không không có Đạo Phật Nguyên Thủy là trong Kinh Tạng là không có nhắc tới Bồ Tát rồi. Như thế này quý vị thấy này. Trong trường bộ nhắc tới 46 chỗ, trung bộ nhắc 27 chỗ, tương ưng nhắc 36 chỗ, tăng chi nhắc 19 chỗ, tiểu bộ nhắc 75 chỗ nhắc đến cái từ Bồ Tát. Cho nên mình không thể nào nói là không có ha. Rồi. Và cái khái niệm mà Bồ Tát ấy, khái niệm Bồ Tát của Phật giáo Nguyên Thủy thì nó không có giống với Phật giáo phát triển ở chỗ này. Đối với Phật giáo Nguyên Thủy đó, một cái chúng sanh được gọi là Bồ Tát khi nào chúng sanh đó được Đức Phật thọ ký, là ông sẽ trở thành một cái người như thế nọ như thế kia. Và cái Bồ Tát ở Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì nó có ba hạng. Thứ nhất là Bồ Tát Thinh Văn Giác, Bồ Thí là sự giác ngộ, Bồ Tát Thinh Văn Giác, Bồ Tát Độc Giác và Bồ Tát Chánh Đẳng Chánh Giác. Cả ba hạng đó, cả ba hạng, chứ không phải là chỉ có như là Phật giáo phát triển là chỉ có Bồ Tát Chánh Đẳng Giác thì mới tính, không phải. Phật giáo Nguyên Thủy thì tính luôn cả ba hạng. Và sau này đó, theo cái sự phát triển của thời cuộc, thì khái niệm Bồ Tát được chỉ cho tất cả những chúng sanh mà có cái lý tưởng giác ngộ thì được gọi là Bồ Tát. Khi đó thì không có giới hạn ở cái chỗ là phải được Đức Phật thọ ký thì mới được gọi là Bồ Tát nữa, mà ngay cả như chưa được Đức Phật thọ ký nhưng mà chúng sanh đó có lý tưởng giác ngộ thì vẫn được gọi là Bồ Tát. Đó là sự khác biệt giữa hai cái dòng truyền thống. Một sự khác biệt quan trọng nữa, đối với Phật giáo Nguyên Thủy thì Bồ Tát là một chúng sanh phàm phu. Bồ Tát là một chúng sanh phàm phu vẫn chưa đắc được thánh đạo thánh quả. Cho nên một vị Bồ Tát không thể nào bằng, ngay ngay cả một vị sơ quả Tu Đà Quờn, một vị Bồ Tát cũng không bằng một vị sơ quả Tu Đà Quờn. Bởi vì một vị sơ quả Tu Đà Quờn, vị ấy đã thấy được Niết Bàn. Còn Bồ Tát là người chưa thấy được Niết Bàn. Một vị sơ quả Tu Đà Quờn, vị ấy thực chứng tứ đế. Còn Bồ Tát là người chưa có thực chứng. Thành ra đó là một cái sự khác biệt quan trọng giữa khái niệm Bồ Tát của Phật giáo Nguyên Thủy và Bồ Tát của Phật giáo phát triển. Đối với Bồ Tát của Phật giáo Nguyên Thủy,
thì chỉ khi nào một vị tỳ kheo chỉ đảnh lễ một vị tỳ kheo lớn hạ hơn mình. Còn cư sĩ, dù cho đó là thánh cư sĩ, thì vị thánh cư sĩ đó cũng đảnh lễ một vị tỳ kheo. Hoặc là một vị trời, dù cho đó là một vị thánh thì cũng đảnh lễ một vị tỳ kheo phàm. Cho nên không có chuyện là một vị tỳ kheo Phật giáo Nguyên Thủy đảnh lễ một vị trời, đảnh lễ một ai khác ngoài ra một vị trưởng lão tỳ kheo, một vị tỳ kheo lớn hạ hơn, dù cho đó là một vị Bồ Tát, dù cho đó là Bồ Tát kiếp chót đi chăng nữa. Sư giả sử như Bồ Tát kiếp chót là hai hai cái đối tượng là một vị tỳ kheo phàm phu gặp một vị Bồ Tát kiếp chót, giả sử như mà hai cái chúng sanh đó mà có gặp nhau á, thì Bồ Tát kiếp chót chưa chứng bất thối chuyển, chưa chứng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, không phải là một vị tỳ kheo, thì cái vị Bồ Tát đó vẫn phải đảnh lễ vị tỳ kheo phàm phu. Và vị tỳ kheo phàm phu không có chuyện là đảnh lễ cái vị Bồ Tát đó. Đó là sự khác biệt rất lớn giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Phát Triển. Nha. À, thôi, cái phần các cái câu trả lời còn lại đó thì hẹn quý vị vào ngày thứ bảy tới. Nha. Hẹn quý vị vào thứ bảy tới.